Chào các bạn, cảm ơn các bạn và quý đơn vị đã sử dụng phần mềm dự toán G8 do công ty Hoàng Hà sản xuất. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính cước vận chuyển, trong đó làm thế nào để mà chúng ta phải trừ được cái cước vận chuyển mà cái cước này đã được tính vào trong cái giá thông báo vật liệu do tỉnh hoặc là thành phố mà họ đã công bố trong các cái tập thông báo giá vật liệu hàng quý, hàng tháng. Tại sao chúng ta lại phải tính như thế? Bởi vì có một số tỉnh mà khi mà họ công bố giá vật liệu hàng tháng hàng quý ấy, thì họ lại cộng luôn cả cái cước vận chuyển từ cái nơi mà các cái đại lý hoặc các cái bãi cát bãi đá nơi mà đoán nguyên vật liệu mà tới cái trung tâm của cái tỉnh đó. Có một số tình huống xảy ra như sau. Tình huống thứ nhất là cái cự ly vận chuyển thực khi mà công trình thi công nó lại nhỏ hơn cự ly vận chuyển trong thông báo giá vật liệu do tỉnh công bố. Tôi lấy ví dụ cát vàng do tỉnh công bố là 190.000 đồng một mét khối, thì cái giá 190.000 đồng này đã bao gồm cả cái chi vận chuyển từ bãi cát mà tới trung tâm của tỉnh là 8 km, trong khi là cái công trình đó nó lại gần trung tâm tỉnh nhưng nó chưa đến vị trí trung tâm, nó cách đó là 3 cây, có nghĩa là cái cự ly vận chuyển nó chỉ còn là 8 mà trừ đi 3 còn 5 km. Vậy thì cái 3 km hụt này thì chúng ta xử lý thế nào khi mà chúng ta phải bù cước vận chuyển nhưng mà bù âm? Đấy là tình huống thứ nhất là cái cự ly thực vận chuyển nhỏ hơn cái cự ly trong thông báo giá vật liệu. Tình huống thứ hai ngược lại là cự ly vận chuyển thực nó lại lớn hơn cự ly vận chuyển trong thông báo giá vật liệu. Tôi lấy ví dụ đá 1x2 trong thông báo giá của tỉnh công bố thì là giá là 280.000 đồng một mét khối, thì cái 280.000 đồng này nó đã bao gồm cái chi phí vận chuyển đá từ bãi đá mà tới trung tâm của tỉnh dài là 20 km. Thì nhưng mà đến khi thi công, đơn vị thi công cũng mua đá từ bãi đá đó, nhưng mà cái công trình này nó cách bãi đá tận là 27 km. Như vậy thì cái phần 7 km dư ra là do 27 km mà trừ đi 20 km, thì chúng ta xử lý thế nào? Thì cái video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà tính cái cước vận chuyển, trong đó đã bao gồm cả cái phải trừ đi cái cự ly cái chi phí vận chuyển mà thông báo giá tỉnh họ đã công bố. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thao tác đó trên phần mềm dự toán G8 trên màn hình các bạn. Tôi lấy ví dụ, đầu tiên các bạn làm thì các bạn phải chọn tỉnh thành phố cho đúng. Ở trong này tôi lấy ví dụ chúng ta chọn tỉnh thành phố là Hà Tĩnh và chọn đơn giá mới nhất là đơn giá số 41 năm 2016 do tỉnh công bố ngày 10 tháng 5 năm 2016. Tôi giả thiết tôi nhập vào một đầu việc thôi. Đây là một video hướng dẫn cước vận chuyển cho nên tôi cũng không hướng dẫn nhiều về cái chuyện nhập các cái đầu việc ở đây. Và bây giờ tôi đi ngay vào cái việc là hướng dẫn cước vận chuyển. Nếu chúng ta bấm sang xích vận chuyển, chúng ta thấy cái cột cái mục cung đường ở đây nó nằm ở hai cột này. Thì chúng ta thấy cung đường thì G8 chỉ cho hai cột các bạn thực hiện để điền vào là cự ly vận chuyển là bao nhiêu km và loại đường là loại đường gì, 1 2 3 4 hay 5 hay 6 vân vân. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ chọn cái bảng là hiện bảng ở đây, chúng ta chọn bảng số 9 là có cột đã vận chuyển km. Thì lúc này chúng ta thấy rằng là chúng ta đã thấy sinh ra thêm một cột nữa là cột đã vận chuyển số km. Ý nghĩa cột như sau là cột cự ly vận chuyển là cái cột cự ly thực mà khi mà chúng ta làm công trình chúng ta vận chuyển. Loại đường là loại đường 1, 2, 3, 4, 5, 6 và thực tế cái cung đường của chúng ta đi qua là đường loại mấy chúng ta điền vào đây. Đã vận chuyển thì tương ứng với việc là trong công bố giá vật liệu của tỉnh thì tỉnh đã vận chuyển cái vật liệu đó là bao nhiêu. Tôi lấy ví dụ trong trường hợp này thì là ở đây cái đã vận chuyển này sẽ là 8 km tính từ bãi cát mà tới trung tâm của tỉnh. Đấy. Bây giờ tôi nhập thử. Trường hợp thứ nhất là chúng ta nhập thử là cái vận chuyển thực công từ bãi cát tới chân công trình là 5 km, 5 km đây, và từ bãi cát tới trung tâm của tỉnh mà tỉnh đã công bố ở trong giá là 190.000 đồng mét khối thì là bao gồm là 8 km vận chuyển. Chúng ta nhập như sau. Tôi lấy ví dụ cát vàng. Cự ly vận chuyển thực khi mà đơn vị thi công ở đó thì vận chuyển là 5 km.
loại đường, tôi lấy ví dụ đường loại 1. Hoặc là chúng ta có thể chọn trong cái danh sách các loại đường ở đây. Đấy. Tiếp theo, cái cột đá vận chuyển thì cái giá 100 cát vàng ở đây, 190 đồng một mét khối ở đây, thì như tôi vừa nói là nó đã bao gồm là 8 km vận chuyển, thì chúng ta nhập 8 km vào cột đá vận chuyển km ở đây. Khi đó G8 sẽ tính cho các bạn là cái cột U là cái thành tiền này nó sẽ bằng là cái trọng lượng đơn vị 1,45 tấn trong mét khối nhân với cả cái cự ly vận chuyển thực là 5 km mà trừ đi vận cự ly mà đã tính khi mà tỉnh công bố giá 190 đồng mét khối là 8 km, sau đó nhân với cái giá cước. Đấy. Chúng ta nhìn công thức ở đây là bằng F nhân L trừ O. L chính là cái cự ly vận chuyển thực và O 8 km chính là cái cự ly mà tỉnh đã đưa vào trong thông báo giá vật liệu. Đấy. Và vì 5 nhỏ hơn 8 như vậy là chúng ta bị trừ, bị âm mất 3 cây. Do đó kết quả cuối cùng của chúng ta là âm 13.398 đồng ở đây. Chúng ta thấy một điểm nữa là chỗ này là âm 13.000 nhưng mà cái giá trước thuế là còn có âm 12.000. Vì lý do là nó chia cho, công thức nó chia 1,1. Ở đây, nếu trường hợp mà cái giá hàng 1,1 này trong cái cước vận chuyển nếu tỉnh nói rằng đã có thuế VAT là 10% thì chúng ta không phải chỉnh gì cả. Còn nếu mà tỉnh nói rằng là cái giá 3.080 đồng một tấn 1 km này là giá trước thuế, tức là nó chưa có thuế giá trị tăng, thì chúng ta cần phải chỉnh lại cái công thức ở cột là giá vận chuyển trước thuế, cột AGI này. Chúng ta điều chỉnh lại cột này bằng cách là chúng ta bấm vào mục sửa mẫu vận chuyển ở thanh công cụ phía dưới cùng màn hình như sau. G8 hỏi thì chúng ta bấm Yes. Bây giờ chúng ta chuyển đến cái cột mà giá vận chuyển trước thuế đó chúng ta điều chỉnh. Đây, cột này, giá vận chuyển trước thuế. Thì hiện nay nó đang để là chia 1,1. Thì chúng ta sẽ xóa cái 1,1 đi, chúng ta để là một tròn như thế này. Đấy. Còn nếu trường hợp mà trong cái giá cước vận chuyển mà tỉnh cho rằng là cước vận, cái thuế của nó là 5% thì chúng ta chia 1,05. Còn nếu là 10% thì chúng ta chia 1,1. Và trong hợp này tôi vừa nói là không còn thuế nữa thì chúng ta chia cho 1. Hoặc là chúng ta xóa hẳn cái mục là mở đóng ngoặc chia 1 này đi, cho công thức nó gọn. Đấy, chúng ta xóa hẳn nó đi, bởi vì chia 1 thì không còn ý nghĩa gì cả. Và chúng ta xóa hẳn đi, và công thức của nó cuối cùng là còn các phép cộng này thôi. Sau đó thì chúng ta lưu cái file mẫu cước vận chuyển này trong Excel lại, chúng ta bấm nút Save. Đấy, và chúng ta đóng cái cửa sổ Microsoft Excel lại. Khi đó chúng ta thấy rằng công thức ở cột giá vận chuyển trước thuế ở đây, cột này, thì cái chỗ này là 13.398, đây cũng thế. Và cái giá này là nó trong công thức ở đây nó không chia 1,1 nữa. Đấy. Chúng ta cần chọn hiện bảng là bảng số 9 là có cột đá vận chuyển để chúng ta nhìn lại cái cột đá vận chuyển là 8 cây ở đây. Và chúng ta bị bù âm 3 km cho nên là cái cước vận chuyển của chúng ta là âm chứ không phải là cước vận chuyển dương nữa. Đấy. Như vậy tôi đã hướng dẫn cái tình huống thứ nhất là cự ly vận chuyển thực là chỉ có 5 cây. Nhưng mà trong thông báo giá là lên tận 8 cây và chúng ta đã bị âm mất 3 cây. Bây giờ tôi chuyển sang tình huống thứ hai là cái tình huống mà chúng ta vận chuyển nó dương như sau. Tôi quay trở lại cái tình huống thứ hai. Tình huống thứ hai là cự ly thực lớn hơn cự ly trong thông báo giá vật liệu mà tôi đã nói lúc đầu. Tôi lấy ví dụ đá 1x2 trong thông báo giá của tỉnh là 280.000 đồng một mét khối. Và 280.000 đồng này nó đã bao gồm là 20 km vận chuyển. Đấy. Nhưng mà khi thi công thì từ bãi đá tới chân công trình ở đây nó tận 27 km. Do đó nó dôi ra là 27 mà trừ đi 20 thì còn là 7 cây. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để nhập vào phần mềm để nó tính cho chúng ta chỉ là 7 km chứ không phải là cả 27 km ở đây. Chúng ta quay trở lại phần mềm G8. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn nó cái vận chuyển đá này. Nó không phải là chỉ một cung đường như vận chuyển cát là chỉ có 5 cây. Đấy, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn là nó sẽ phải trên 3 cung đường khác nhau. Thì bây giờ tôi xuống cái dòng dưới đá dăm này, tôi chọn nháy phải, chuột tôi chọn là chèn dòng. Hoặc các bạn có thể nhấn phím insert trên bàn phím cho nó nhanh. Đấy, tôi chọn là chèn thêm 2 dòng nữa. Như vậy là cái đá dăm ở đây tôi vận chuyển qua 3 cung đường. Tôi giả thiết cung đường thứ nhất là 5 km. Cung đường thứ
Và cung đường thứ nhất này là đường nó xấu thì là cự ly vận cái loại đường là loại đường 4. Cung đường thứ hai tôi giả thiết là 9 km và loại đường là loại đường thứ hai đẹp hơn. Và cái cuối cùng là tổng là 13 cây và đường nó về trung tâm thành phố rồi, à có thể là tốt đây, đường loại 1. Như vậy tôi đã mô tả xong cái việc vận chuyển thực là qua 3 cung đường 5 cây, 9 cây và 13 cây. 5, 9, 13 cộng lại thì nó ra 27 cây tổng cộng ở đây. Đấy. Tiếp theo, trong thông báo giá của tỉnh, chúng ta thấy rằng là nó tổng cộng 27 cây. Và nó cũng đi qua hai cung đường đầu như thế này. Đấy, cung đường thứ nhất là 5 cây, cung đường thứ hai là 9 cây. Và cung đường thứ ba thì nó không đủ 13 cây, nó chỉ còn có là 7 cây thôi. Đấy. Ở chỗ này tôi chỉnh lại chỗ này là 8 cây để cho đồng bộ bên kia, là vì tôi hướng dẫn bên kia là tôi đang ví dụ là 20 cây tổng cộng thì 5 cộng 8 17 là 20 cây và cái cung đường cuối cùng là dư ra 7 cây. Đấy. Thế thì khi này G8 sẽ tính là từng con từng cái cung đường một, tôi lấy ví dụ cung đường thứ hai thì sẽ bằng là trọng lượng đơn vị 1,5 tấn mà nhân với cả cái L8 trừ O8, L8 chính là cái cự ly thực đã vận chuyển là 9 cây trừ đi cái cự ly mà tỉnh công bố ở đây là 8 cây. Đấy. Thì như vậy chúng ta dư ra được 1 cây. Tiếp theo, cái cung đường thứ ba là 13 cây vận chuyển thực và 7 cây còn lại là trong cái thông báo giá. Đấy. Thì chúng ta nhập vào đây. Và như vậy, trong hợp này thì đã dư ra được là chúng ta vận chuyển dương là 14.100 đồng cho 1 mét khối đa răm. Bây giờ tôi chuyển sang bên phần chiết tính. Thì chúng ta thấy rằng là cái cát vàng ở đây. Cát vàng ở đây thì cái đơn giá của nó chỉ còn 176.602 đồng. Trong khi mà cái giá chúng ta nhập vào đây để chúng ta tính là 190, vì là nó đã bị bù nhưng mà bù âm là âm 13.398 đồng. Hoặc là trường hợp thứ hai, trường hợp đá răm ở đây thì là 190 đồng một mét khối. Đấy. Thì chúng ta cộng thêm 14.100 đồng tiền vận chuyển nữa, cho nên là ở bên ví dụ tôi chuyển sang xí khác như là đơn giá chi tiết chẳng hạn, thì cái đá răm này thì 190 cộng với cả, tôi lấy ví dụ 190.000 mà cộng với cả cái cước vận chuyển ở đây là 14.100 cộng với cả 14.100 đây, thì chúng ta sẽ ra được cái giá cước, cái đơn giá đá ở đây sẽ là 204.100 đồng. Thì cái 204.100 đồng đã được phần mềm đưa vào đây để tính toán cho chúng ta cái đá răm tự chèn là 204.100 đồng ở đây. Đó. Như vậy toàn bộ cái cước vận chuyển ở đây sẽ được đưa vào tính toán tất cả các bảng như là tổng hợp vật tư để đưa vào giá hiện trường để chúng ta tính ra, ví dụ như là cát lúc này nó chỉ còn có 176.000, trong cái đó giá gốc là 190, đá răm giá gốc 190 thì bây giờ chúng ta tăng lên thành 204 chẳng hạn, và các bảng đơn giá chi tiết, giá tổng hợp sẽ được tính theo, tổng hợp kinh phí hạng mục sẽ được tính theo, vân vân. Hoặc là như các cái phần như chiết tính, dự thầu sẽ được ăn theo cái giá mới mà trong đó đã cộng hoặc là trừ cái cước vận chuyển. Nếu như mà cộng khi mà cái cước là chúng ta là cước dương, còn bị trừ đi nếu mà cước của chúng ta là cước âm. Đấy. Tuy nhiên, video này chỉ có tác dụng đối với những tỉnh mà họ đã công bố cái giá vật liệu mà có tính thêm chi vận chuyển vào trong giá thông báo ở đây. Còn đối với những tỉnh mà họ không làm như thế thì tôi khuyến nghị các bạn nên chọn bảng 1 là bảng chuẩn. Thì lúc này chúng ta chỉ nhập đơn giản là cự ly và loại đường mà chúng ta không bị trừ cái cước này đi. Đó. Và tất nhiên lúc đó thì chúng ta không phải nhập cái cột là đá vận chuyển km đi. Đó. Tôi cái phần hướng dẫn của tôi về cái cách tính cước vận chuyển, trong đó bù bỏ cái loại bỏ cái cước vận chuyển trong thông báo giá vật liệu. Đến đây là hết.
Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video hướng dẫn sử dụng. Vâng, tôi xin cảm ơn.